Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh đa cua. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị, đây là bánh đa. Bánh đa này người ta hay gọi là bánh đa đỏ đó các bạn. Thì mình thấy nó cái màu hơi nâu nâu như thế này. Và bánh đa này thì mình dùng khoảng 200g. Còn bạn nào mình ăn nhiều hơn thì mình có thể dùng nhiều hơn nữa cũng được nhé. Và bánh đa này thì các bạn có thể tìm mua ở trong siêu thị nè, hoặc là mình có thể mua ở ngoài chợ, những cái chỗ mà người ta bán đồ khô đó, các loại bún khô rồi đó các bạn. Và đây là cua xay. Phần cua xay này thì mình sẽ dùng 600g. Còn đây là sườn heo. Sườn heo thì mình dùng nửa ký. Và 200g chả cá, 200g thịt heo xay. Lá lốt thì mình sẽ dùng khoảng 50g. Và 4 trái cà chua, vài cọng hành lá, vài cọng rau ngò gai và vài cọng rau quế, vài củ hành tím. Và nấm mèo thì mình dùng 5g lúc còn khô, mình đổ nước vào mình ngâm khoảng 1 tiếng nha, để cho nó nở mềm ra đó. Về phần rau ăn kèm thì ở đây mình có chuẩn bị một ít rau nhút nè, một ít rau muống và cải xà lách nữa. Về phần gia vị thì ở đây mình có chuẩn bị một muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hạt nêm. Thứ xay thì mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng cà phê nhé. Còn đây là hành tím phi. Phần hành tím phi này khi ăn mình sẽ rắc vào một ít. Rồi, nguyên liệu thì cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi luộc cái phần cua nha. Mình chuẩn bị khoảng 2 lít rưỡi nước, sau đó mình sẽ cho hết cái phần cua xay vào. Mình khuấy đều lên nha. Khuấy đều lên rồi mình sẽ lược để mình lấy phần thịt cua. Mình bỏ đi cái phần xương cua. Mình sẽ lược cua qua một cái rây nha. Mình đổ vào trong cái nồi luôn. Để chút nữa mình lấy cái nồi này mình đem đi nấu luôn đó. Phần nước cua thì mình cũng đã lược xong rồi. Bây giờ mình bắt lên bếp. Bật bếp lên nha, mình để lửa lớn. Và mình sẽ cho vào một ít muối. Trong lúc nấu thì mình sẽ không có khuấy nha các bạn, mình để yên như vậy để cho cái phần cua nó tách ra đó. Và mình nấu cho cái phần nước này sôi lên. Bây giờ thì các bạn thấy đây, cái phần nước cua nó đã bắt đầu sôi lên rồi đó. Và những cái mảng cua thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước như thế này. Đây, cái phần nước của mình nó sẽ trong lại nha. Giờ mình hạ lửa nhỏ xuống rồi mình sẽ vớt cái phần thịt cua ra ngoài chén. Wow, rất là thơm luôn á các bạn. Cái phần sườn này đó các bạn thì mình sẽ cho vào trong nước sôi để mình trụng sơ qua nhé. Mình sẽ trụng phần sườn này khoảng 1 phút rồi vớt ra, mình rửa sạch lại với nước lạnh. Mình trụng sườn qua với nước sôi như thế này á, để giúp cho cái phần sườn của mình nó được sạch hơn. Phần sườn thì mình cũng đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi nước cua để mình hầm. Mình sẽ hầm cái phần sườn này trong vòng 1 tiếng nha, để cho nó ra cái chất ngọt và sườn nó cũng chín mềm nữa. Đợi nước sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống nha. Mình hạ lửa nhỏ xuống rồi đậy nắp lại. Mình hầm như vậy đó các bạn, thì cái phần nước nó sẽ không có bị mất nhiều nè, và sườn của mình nó cũng sẽ mau mềm hơn nữa. Phần củ hành tím thì mình sẽ chia ra làm hai nha các bạn. 4 củ này thì mình dùng để nướng, 5 củ hành tím còn lại thì mình sẽ băm nhuyễn. Và cái phần nấm mèo thì mình rửa sạch rồi mình cũng băm nhuyễn luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ướp cái phần thịt này để mình làm phần chả lá lốt. Mình sẽ cho vào phần nửa phần hành tím băm nhuyễn và hết cái phần nấm mèo luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho vào một ít tiêu xay, cho vào một ít hạt nêm, một ít đường. Rồi mình trộn đều lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cuốn chả lá lốt nhé. Mình cho một ít cái phần thịt lên trên cái lá. Các bạn lật ngược cái phần lá lại nhé.
Mình cuốn giống như là mình cuốn bò lá lốt vậy đó. Mình cuốn lại cái phần cuốn như này, các bạn dùng kéo mình cắt cho nó nhọn nhọn á, để khi mình ghim vào cái lá cho nó dễ nha. Đó, mình cuốn được rồi đó các bạn. Tương tự thì mình sẽ cuốn cho đến khi nào hết cái phần nhân và phần lá nha. Và phần chả lá lốt thì mình cũng đã cuốn xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi áp chảo nha. Mình cho một ít dầu ăn vào trong cái chảo. Chỉ một ít là được rồi nha các bạn. Mình chén dầu ăn cho đều chảo, sau đó mình sẽ cho chả lá lốt vào. Khi cho chả lá lốt vào thì mình sẽ đặt cái phần cuốn ở bên dưới. Mình áp chảo với lửa nhỏ thôi nha, để cho cái phần thịt bên trong nó chín á. Các bạn không áp chảo thì mình có thể đem đi nướng cũng được nha. Ở đây mình áp chảo để cho nó nhanh á. Mình áp chảo cho cái phần lá nó hơi hơi vàng thì mình sẽ gấp ra nha. Và phần chả lá lốt của mình như thế này là được rồi nha các bạn. Lúc này thì mùi cực kỳ thơm luôn vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra luôn nha. Phần chả cá thì mình sẽ xắt ra thành những miếng vừa ăn. Phần chả cá và chả lá lốt thì mình cho vào trong cái dĩa này các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Cà chua này thì mình sẽ xắt ra làm 4 nha. À các bạn ơi, các bạn xem video của mình nếu mà thấy thích đó thì các bạn hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi xào phần cà chua. Mình sẽ cho vào trong chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là mình sẽ cho phần hành tím băm nhuyễn còn lại vào. Mình phi lên cho thật là thơm nha. Bây giờ mình sẽ cho phần cà chua vào. Phần cà này thì mình sẽ xào khoảng 2 phút nha. Phần cà này thì mình sẽ cho vào một ít đường và một ít hạt nêm. Phần cà mình xào vậy là được rồi nhé. Giờ mình tắt bếp. Sau đó mình sẽ đổ phần cà này vào trong cái nồi nước hầm xương. Và cái nồi nước hầm xương nãy giờ đó các bạn, mình hầm cũng được 1 tiếng rồi. Giờ mình cho cà chua vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết phần gia vị còn lại vào nhé. Mình sẽ cho hết phần đường. Rồi hết phần hạt nêm. Và hết phần muối nữa. 4 củ hành tím á các bạn, khi nãy mình vừa lại đó thì mình sẽ nướng. Mình nướng trên chảo như thế này cho nó hơi cháy cháy là được rồi. Để mình bỏ vào trong nồi nước dùng cho nó thơm đó. Rồi mình sẽ cho phần củ hành tím vào nha. Mình sẽ nấu khoảng 5 phút nữa nha. Và nồi nước dùng của mình như thế này là được rồi. Các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đi trụng bánh đa thôi. Phần bánh đa này đó các bạn, thì mình sẽ cho vào trong một cái thau nước. Mình ngâm khoảng 2 đến 3 phút nha, rồi mình mới trụng qua với nước sôi. Mình bắt lên bếp một chảo nước sôi rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ cho cái phần bánh đa vào để mình trụng qua. Bánh đa này mình ngâm nó đã mềm rồi, cho nên là mình chỉ trụng sơ qua thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra. Các bạn nhìn những sợi bánh đa nè. Rất là bóng và rất là dai. Mình dùng cái phần nước mà mình vừa trụng cái phần bánh đa đó các bạn, để mình trụng rau luôn nha. Mình trụng rau muống với lại rau nhút nè. Trụng sơ qua thôi rồi mình vớt ra. Để cho nó giữ được cái độ giòn và cái màu xanh đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho phần rau muống và rau nhút vào trong một cái tô. Rồi mình sẽ cho sợi bánh đa vào. Tiếp theo là mình sẽ cho
chả cá vào nè, rồi cho chả lá lốt vào nữa. Bạn nào thích ăn nhiều thì các bạn cho nhiều vào nha. Nên mình sẽ cho cái phần riêu cua vào. Nên mình sẽ cho phần rau thơm vào nhé. Phần hành, ngò và rau quế thì mình sắc nhỏ ra. Cho vào một ít hành tím phi nữa. Mình cho thêm cái phần sườn vào nữa nha. Rồi chan nước dùng vào và mình bắt đầu thưởng thức thôi. Sợi bánh đa đó các bạn, vừa mềm nè, vừa dai dai nè, và rất là thơm nữa. Món này thì các bạn khi ăn thì mình sẽ chấm với lại mắm tôm, hoặc là các bạn có thể chấm với nước mắm cũng được. Chả rất là thơm và ngon luôn á. Rất là ngon luôn á các bạn. Wow, phần riêu cua ăn rất là béo luôn á.